Wow. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang chơi mình rồi. Tự nhiên lần đầu tiên mình thấy bởi sự ghẻ lạnh á, mình rất là đơ và rất là ủa là sao ta, hay là mọi người đang có câu chuyện, hay là mọi người giận gì mình á. Cái này là bảo đảm là chương trình bắt làm luôn á, chứ không thể nào mà mọi người có thể đối xử với Chun như vậy được. Dạ chào anh Hưng, chào anh Bin, chào Remus, chào Subin. Hi, chào anh. Chào anh. Hỏi cầm diện. Hỏi cầm diện. Không. Ê, hỏi sao bạn lại phá game vậy hả? Không. Sượng đúng không? Sượng đúng không? Sượng không? Sượng không? Em có sượng đúng không? Em sượng. Không. Có sượng. Không, không, không. Không, không, không. Không rồi chứ gì? Không rồi chứ gì? Nhìn gương, nhìn gương mà. Nhìn gương mà. Em nhìn ra đây, em nhìn lại em. Anh ơi, tại vì em á, ở ngoài kia em đã hứa là không nổi giận một lần nào hết. Vô đây em phải kèm chế, em thấy mọi người mà đồng thanh vậy là em biết mọi người đang diễn không. Em sượng, em sượng. Em không, em thấy có nổi giận, nổi giận đỏ hết người luôn. Đỏ hết người. Đó. Tôi thấy em vô là giống như sầu riêng mà chưa chín tới luôn. Không phải, cái này là tại vì á. Cái này là tại vì mới uống cà phê nên nó hơi đỏ. Thì chào anh Tuấn Hưng hay là anh Bằng Kiều á, chỗ hai anh ngầu quá mình cũng sợ. Thế là không biết tại sao lúc đó ở trên anh Tuấn Hưng và Bằng Kiều là bạn Subin. Em Subin ngồi đó mình chào thì Subin chào anh, thế là mọi người bắt đầu rã đông. Thì rất là cảm ơn Subin đã cứu giùm một bàn vua trong. Love you. Đây, đáng nhẽ là ví dụ là chào là đang bận. Không thể nào mà từ chối được. Em với anh Kiều ngồi nói chuyện nó khùng nó đi. À, xin chào trời là hai anh cũng tiếp tục diễn luôn á hả? Em tổn thương lắm á. Anh phải giới thiệu bằng tiếng Nhật. Em tên là Phạm Duy Thuận, nghệ danh là Chun Phạm. Em bên lĩnh vực nào vậy? Dạ em là vừa là ca sĩ, lâu lâu em viết sách, lâu lâu em làm diễn viên. Là em có tiền là em sẽ làm. Dạ song ngữ bằng tiếng Nhật ạ. Kuwana, hajimemashite, watashi wa Jun desu ne. Watashi wa ima kashiu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Sumimasen, kamsahamnida. Anh thiệt luôn á. Arigato gozaimasu. Tôi đề nghị Subin hãy nghiêm túc lên. Đồng ý, đây, đồng ý. Hoặc là Subin có thể lùi bước về sau để thấy mọi người rõ hơn. Em mà phá concept nữa là em xuống chống đẩy một tay. Ok anh, ok anh, em hứa. Tôi tên là Strong, tôi năm nay 32 tuổi và tôi làm trong nghề 9 năm rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quốc Thiên, quán quân Việt Nam Idol 2008. Tôi là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ và live performer. Cái việc điên rồ nhất thời điểm hiện tại mà Thiên đang làm chính là cái việc tham gia show này. Lớn nhất năm 2024, phải dành rất nhiều thời gian và phải trải qua rất nhiều những thử thách. Ok, tôi sẵn sàng nhá. Chết rồi, tôi đã làm điều gì đây? Không ai nhờ ý mình. Tôi hái mình đi vô chỗ khác. Strong ơi, hãy bình tĩnh nhé. Không ai tập trung mình gì cả. Hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào. Hãy chơi trò đấy á. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chơi trò đấy á. Xin chào, alo. Khoan, đến nó xong có chuyện. 1, 2, 3.
muốn em đóng vai tượng hả? Hey bro man. Hi, hello bro. How you doing? Xin chào. Dí em vậy? Xì hả? Sao dí em? Em đã tóc đẹp quá. Em đã có né rồi. Qua bên kia đi. BBC rồi anh Kê Trần ơi. Không có nha. Ê, không có nha. BBC rồi anh Kê Trần ơi. Không có nha. BBC rồi Kê Trần ơi. BBC rồi. Thân lắm ý, em thì có lỗi lắm ý, tôi thì có lỗi lắm luôn ý. BBC rồi. Ai BBC. Anh đang cấy đất BBC. Lo không, lo không. Mày đi đâu có lo không? Ý là mọi người nãy giờ vô đều dễ luôn á hả? Không, có thép, đủ trọ vô đó. Người anh của tôi. Tôi pin chống đẩy 5 cái. Ủa, lại là tôi pin à? Hey bro man. Hi, hello bro. How you doing? Xin chào. Lại là Subin. Subin. Em chỉ quay ra bảo Hiếu là không nhá. Nói lại nhá. Hiếu nó vào nó chào anh nha, là anh gạt lại. Bị gì đó, có anh BB, em chứng em. Anh ơi, em bị gài. Em làm chứng có anh BB. Em bị gài. Hiếu làm hai cái hộ cho. Không, cái này lột có chương trình. Không, tại vì anh không nè. Sẽ đến phần. Anh yên tâm đi, anh sẽ có, anh sẽ có. Anh yên tâm đi. Ông sẽ có. Xin lỗi nhá, ông này là duy nhất mà lịch sự với tôi ấy. Thế là tôi phải giúp đỡ. Thế sẽ thanh cho mọi người. Em sẽ được giúp đỡ, em sẽ được giúp đỡ. Tí nữa vừa chống đẩy vừa giúp đỡ. Xin mời hai anh hết nhau ạ. Thế là em với anh cùng tương tác à? Không, không, hai mọi người, mỗi đứa 5 cái á. Không, nhưng mà ý là hai anh em mình mắc lỗi tương tác. Đúng rồi, đúng mắc rồi. Lỗi tương tác luôn. Ai nằm dưới à? Thôi để em nằm dưới em. Ừ. Sao chưa gì mà thấy trong gai rồi. 2, 3, go! Go, xuống! 2, 3, go! 2, 3, xuống! Cái nữa nè. Okay. Yeah. Đôi khi Thiên hỏi là không biết mình đang đi chơi anh trai vượt ngàn chông gai hay là gala cười nữa. Thiên cười mà đến nỗi mà Thiên mệt luôn á, Thiên bị gọi là khan tiếng luôn á, cười quá trời cười luôn, rất là vui. Khi mà mình thấy anh Tiến Đạt thì chợt nhớ ra một cái câu hát mà anh đã từng hát cách đây rất là lâu, Khánh còn nhỏ, là nhấc tay lên nào hãy đưa về bên trái à, nhấc tay lên nào hãy đưa về bên phải. Đúng rồi. Mình có một cái sự kết nối gì đó, mặc dù nó có tí xíu thôi, nhưng mà mình thấy cũng khá là ổn. Xong. Cam kết này nó nặng, khó quá nên này khó bỏ. Nó giống như một cái bản cam kết của chính mình. Đã đến tới đây là phải đi đến đích. Với cái ý chí thì mình sẽ lết tới cùng. Kể cả lết mình cũng sẽ lết. Tiếp tục nè, tiếp tục. Thôi để tí em chui với ông kia ngồi. Tí em chui với ông kia ngồi. Mới bước vào bắt đầu chào mọi người thì trong đầu mình nghĩ là mọi người sẽ wow, hello, lâu quá mới gặp, không ai chú ý hết. Ủa gì vậy? Dạ điên rồi. Tại vì Khánh luôn dò tìm những anh lớn trước để mà mình phải khoanh tay cúi chào trước đó, thì Khánh thấy anh Tuấn Hưng thì anh Tuấn Hưng kiểu các kiểu anh đi luôn, cái nó chết rồi, xong cái em thấy anh Bằng Kiều cái kiểu dạ em chào anh. Thề luôn, cảm giác đó rất tệ. Sao vậy anh? Sao mọi người thở hơi với mình quá vậy? Ê, sao bạn bè em ở ngoài đời kiểu bạn em không? Ý là trong đây nhiều bạn em lắm, nhưng mà ý là chắc là do mọi người đang vui
với nhau từ nãy giờ á. Cảm thấy rất là hoảng trong một cái không gian mà có những người mình chưa gặp bao giờ, mình không biết mình đang làm sai cái gì. Sao mình thấy chết bà không biết. Trong cái khoảng thời gian mình ngưng thì mình có gây thù chú quán gì với ai không? Mình lúc đó cũng hoang mang mà. Em sợ người ta bỏ về thì không? Ủa? Mình cứ ngồi đây thôi hả anh? Xu anh ơi, xu anh ơi, em thấy tệ lắm. Anh với em hả? Thôi mà anh, thì có. Cảm xúc đó là lúc đó chính thức là muốn khóc luôn á. Tự nhiên thấy mấy anh mà kiểu mà mình còn chưa có dịp được tiếp xúc mà chạy tới tự nhiên ôm mình rồi ơi, mà hồi nãy giờ giỡn hơi vui mà, thì mình cảm thấy là ôi mình vui kinh khủng khiếp và mình rất là hạnh phúc. Anh trai vượt ngàn trong gai phát sóng vào tháng 6 2024 thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show.